8 cách nhận biết gỗ từ đàn thật giả chuẩn nhất từ chuyên gia. Hiện nay trên thị trường đang bán rất nhiều những sản phẩm được làm từ gỗ từ đàn, gắn mác là gỗ vương mộc từ đàn Ấn Độ. Nhưng nhìn qua thì tôi thấy đó đều là hàng đến từ Nam Phi hoặc hàng trồng gỗ khá non và kém chất lượng. Để phân biệt được gỗ từ đàn Ấn Độ chuẩn thì các bạn nên xem và tham khảo những cách dưới đây của Mộc Hương Shop, Tinh Hoa Gỗ Việt. Với nhiều năm kinh nghiệm làm về gỗ và các dòng gỗ quý trên thị trường, đây là những cách để phân biệt dễ dàng và đúng chuẩn nhất về dòng gỗ này. Giới thiệu về gỗ vương mộc từ đàn. Gỗ từ đàn có tên khoa học là Pterocarpus santalinus và thuộc họ đậu 1, thường cần một thời gian lớn, khoảng từ 600 đến 800 năm để trưởng thành. Cây trưởng thành thường có lõi vô cùng cứng như đá và nặng, tạo cảm giác rất chắc tay khi cầm. Gỗ từ đàn có nhiều loại, nhưng về cơ bản có hai loại chính: gỗ từ đàn lá nhỏ, loại này đặc biệt là gỗ từ đàn tiểu diệp Ấn Độ có giá trị cao nhất; gỗ từ đàn lá to, loại này thường có giá trị thấp hơn so với loại lá nhỏ. Phân biệt theo xuất xứ có ba loại chính: gỗ từ đàn Ấn Độ, gỗ từ đàn Nam Phi, gỗ từ đàn đảo Madagascar. Công dụng của gỗ từ đàn. Vòng gỗ từ đàn có nhiều tác dụng quan trọng. Một, ý nghĩa tâm linh và phong thủy. Gỗ từ đàn đã lâu được sử dụng trong Phật giáo và các tín ngưỡng tâm linh khác. Gỗ này mang trong mình năng lượng mạnh mẽ và được coi là có khả năng trừ tà khí, thu hút may mắn và vượng khí. Theo quan niệm phong thủy, nó có thể cân bằng năng lượng, loại bỏ xui xẻo trong cuộc sống và giúp tạo cảm giác bình yên. 2. Trang sức và đồ trang sức. Vòng tay gỗ từ đàn thường có màu sắc đẹp và tỏa ánh kim sa vàng sang trọng. Với khả năng giữ màu sắc và độ bóng lâu dài, chúng được sử dụng như một loại trang sức độc đáo và thời trang. 3. Hỗ trợ sức khỏe. Một số người tin rằng vòng tay gỗ từ đàn có thể có tác dụng làm điều hòa năng lượng cơ thể, giúp cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng và stress. Một số cũng tin rằng nó có thể ở tuần hoàn máu và tăng cường sức khỏe tổng thể. 4. Vật phẩm phong thủy. Vòng gỗ từ đàn thường được sử dụng để cầu may mắn, thu hút tài lộc và tạo ra sự bình yên trong gia đình. Chúng được đeo để trấn áp tà khí và xua đuổi các yếu tố tiêu cực. 5. Tượng Phật và vật phẩm tôn giáo. Gỗ từ đàn thường được sử dụng để tạo tượng Phật và các vật phẩm tôn giáo khác. Nó mang trong mình ý nghĩa tâm linh và được coi là một biểu tượng của sự thanh tịnh và bình an. 6. Sản xuất tinh dầu. Gỗ từ đàn cũng có thể được sử dụng để sản xuất tinh dầu với mùi hương thơm dịu, giúp tạo cảm giác thư giãn và thả lỏng tinh thần. Với những tác dụng này, vòng gỗ từ đàn không chỉ là một món trang sức, mà còn mang ý nghĩa tâm linh và phong thủy, cũng như có lợi cho sức khỏe và tinh thần. Cách nhận biết gỗ từ đàn thật giả chuẩn nhất. 1. Nhận biết gỗ từ đàn qua hương thơm. Gỗ từ đàn đúng chuẩn của Ấn Độ. Khi xẻ cục gỗ ra sẽ thấy được màu gỗ đỏ thẫm, màu bã trầu và phát ra hương thơm đặc trưng dịu nhẹ mà không thể lẫn với bất kỳ loại gỗ nào khác. Nếu để miêu tả về hương thơm của nó như thế nào thì rất khó, chỉ có thể nói nó có mùi thơm gần giống với cà phê, pha với sô cô la hoặc kẹo ngọt, hương thơm rất dễ chịu và thư giãn. Những loại gỗ từ đàn Nam Phi hoặc Trung Quốc sẽ không ngửi thấy mùi thơm này rõ nét và rất nhạt, gần như không ngửi thấy hương thơm của gỗ. Màu gỗ thường có màu thẫm đen và rất mờ. 2. Nhận biết qua tom gỗ và sao gỗ. Khi đục vào cục gỗ từ đàn Ấn Độ, chuẩn sẽ cho ra tom gỗ ở mặt cắt rất mịn và siêu cứng, có những lốm đốm sao lộ ra, đây được gọi với tên mỹ miều là những hạt kim sa lấp lánh trong thớ gỗ khi tưới nước và sẽ hiện rõ hơn. Chất gỗ từ đàn Ấn Độ rất mịn và mật độ dày. Nếu đặt lên cân để so sánh, một cục gỗ có cùng kích thước với loại từ đàn Ấn Độ thì loại gỗ từ đàn sẽ nặng hơn 1,5 lần, thậm chí là 2 lần. 3. Nhận biết qua độ chìm trong nước. Chính vì mật độ gỗ nó rất dày và mịn khiến cục gỗ có khối lượng riêng rất cao, khi thả vào nước thì nó sẽ chìm nước dưới nước nhanh như thả cục đá vào nước vậy. Đây là đặc điểm mà rất ít có loại gỗ nào có được. Nhưng riêng dòng gỗ vương mộc từ đàn Ấn Độ thì 100% là chìm nước. 4. Nhận biết gỗ từ đàn bằng rượu trắng. Đây là cách xác định lại cho chắc ăn nhất, là khi thả vài phôi gỗ vừa mới cắt ra vào cốc rượu trắng, thì vài giây sau miếng gỗ sẽ phun ra những tia màu đỏ. Chỉ một lúc sau là cốc rượu sẽ bị nhuộm thành màu đỏ ngay tức khắc. Đây cũng là đặc điểm dễ nhận biết của loại gỗ này. 5. Nhận biết gỗ từ đàn bằng viết lên giấy. Khi lấy một màu gỗ từ đàn Ấn Độ và viết lên giấy thì sẽ cho ra vết màu nâu đỏ rất rõ ràng. Nhưng lưu ý là thanh gỗ phải là thanh gỗ mộc và được mài tù đầu để dễ viết và không bị làm rách giấy. 6. Nhận biết gỗ từ đàn qua mắt thường. Để nhận biết gỗ từ đàn bằng mắt thường, bạn có thể chú ý các đặc điểm sau. Màu sắc. Gỗ từ đàn thường có màu đỏ hồng, đỏ sẫm, tím hoặc tím đen. Màu sắc này đặc trưng và giúp phân biệt với các loại gỗ khác. Kiểm tra độ cứng. Gỗ từ đàn có độ cứng cao, không dễ bị gãy hoặc móp méo. Khi cầm nắm gỗ, bạn có thể cảm nhận sự chắc chắn và độ cứng của nó. 7. Nhận biết gỗ từ đàn qua giá bán. Giá bán của gỗ từ đàn thường có sự biến đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, độ đẹp và hoàn thiện của sản phẩm từ gỗ. Mỗi tác phẩm từ gỗ từ đàn là một sản phẩm độc đáo và mang giá trị nghệ thuật riêng. Giá cả cụ thể có thể thay đổi tùy theo thị trường và sự đánh giá của các nhà sản xuất, thợ mộc hoặc những người kinh doanh gỗ. Các tác phẩm từ gỗ từ đàn có thể có mức giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, thậm chí còn cao hơn tùy thuộc vào độ phức tạp và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Việc xác định giá bán chính xác của gỗ từ đàn cần được tham khảo từ các nguồn tin đáng tin cậy trong ngành công nghiệp gỗ hoặc liên hệ trực tiếp với các chuyên gia, thợ mộc hoặc nhà cung cấp để có thông tin chi tiết về giá cả và khả năng đàm phán. 8. Nhận biết gỗ từ đàn qua trọng lượng. Trọng lượng của gỗ từ đàn cũng có thể là một chỉ báo để nhận biết.
loại gỗ này thường nặng hơn so với các loại gỗ thông thường. Khi bạn cầm nắm một mảnh gỗ tử đàn, nó sẽ có cảm giác khá nặng đặc trưng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trọng lượng có thể thay đổi tùy theo kích thước và độ ẩm của gỗ, vì vậy nên kết hợp việc kiểm tra trọng lượng với các đặc điểm màu sắc và vân gỗ để có cái nhìn tổng thể và chính xác hơn về loại gỗ tử đàn bạn đang xem xét. Địa chỉ mua vòng gỗ Vương Mộc tử đàn uy tín tại Mộc Hương Shop. Chúng tôi tự tin về chất lượng của vòng gỗ tử đàn mà chúng tôi cung cấp. Chính vì điều đó, chúng tôi cam kết chế độ bảo hành lên đến 5 năm cho sản phẩm này. Chế độ bảo hành lâu dài này là một minh chứng cho sự chăm sóc và tôn trọng đối với khách hàng của chúng tôi. Nếu trong quá trình sử dụng, bạn gặp bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sản phẩm do lỗi sản xuất hoặc vật liệu không tốt, xin hãy yên tâm mang sản phẩm đến cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp bạn đổi trả hoặc sửa chữa sản phẩm mà không tốn thêm bất kỳ phí dịch vụ nào trong thời gian bảo hành. Chế độ bảo hành lên đến 5 năm của Mộc Hương Shop không chỉ là một cam kết về chất lượng, mà còn là một lời hứa về sự hài lòng và an tâm của khách hàng đối với sản phẩm của chúng tôi. Lời kết, trên đây là 8 cách nhận biết gỗ tử đàn đơn giản để cách bạn nắm bắt được khi mua gỗ hoặc sản phẩm từ gỗ tử đàn trên mạng về và kiểm tra tại nhà. Các bạn nên chọn những cơ sở uy tín để mua được hàng chuẩn và chất lượng nhất, vì đây là sản phẩm phong thủy tâm linh, không thể vội vàng đặt niềm tin vào những người hoặc những nơi ít kinh nghiệm được. Nếu không sẽ để lại hậu quả và lại tiền mất tật mang các bạn nhé.